Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả bạn quay trở lại khóa học GS dành cho người đi làm. Mình là Đức Đỏ, nếu mà bạn đang ở đây đúng không ạ? Và bạn đã đi qua được 13 video mình vừa post trong ngày hôm qua thì xin chúc mừng bạn, bạn đã trải qua hành trình chinh phục 10 ngày với GS. Và ngày đầu tiên các bạn đã trải qua được ngày đầu tiên. Thì đấy là cái lượng kiến thức hành trang không quá nhiều nhưng mà đủ cơ bản và đủ sâu sắc để các bạn gì bước tiếp trên con đường của mình. Vượt qua ngày đầu tiên là toàn bộ đấy là gì, là những kiến thức, những trải nghiệm và lý thuyết mình đang nói với các bạn. Và từ ngày thứ hai trở đi chúng ta sẽ vào làm những cái gì ạ, project thực tế các bạn nhé. Từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, chúng ta sẽ là những trải nghiệm project thực tế. Và rất nhiều bạn hẳn sẽ thắc mắc là gì ạ, còn những kiến thức về gì Array, Object hay là DOM, những kiến thức đấy thì mình chưa dạy lý thuyết, nhưng các bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì những kiến thức đấy ở trong những cái dự án thực tế thì mình sẽ gì lồng ghép nó vào cho các bạn nhé, bởi vì nó là quá ít so với lượng kiến thức cần thiết, cho nên là gì mình sẽ không đi theo phương pháp thông thường là gì dạy các bạn quá nhiều lý thuyết để rồi gì sau khi các bạn học xong lý thuyết thì các bạn không áp dụng được vào trong thực tế. Và như mình nói trong video đầu tiên đó, thì cái khóa này của mình tập trung là gì, đánh vào các bạn là gì làm dự án thực tế và chúng ta cố gắng là gì làm những cái dự án từ cơ bản đến nâng cao các bạn nhé. Rồi thì bạn nào mà đã roi vào 13 video đầu tiên và đã xem hết và gì và các bạn cảm thấy rằng là mình có thể hiểu được thì xin chúc mừng bạn, bạn đang trên con đường chinh phục về ngôn ngữ JS. Còn bạn nào mà cảm thấy khó khăn đúng không ạ, phải xem đi xem lại mà vẫn chưa hiểu thì các bạn cố gắng một chút nhé, mình tin là các bạn sẽ vượt qua được thôi. Còn bạn nào mà học mà cảm thấy vô cùng khó khăn và đến bây giờ vẫn cứ cảm thấy là gì là xem đi xem lại mà vẫn không hiểu ấy, thì các bạn lại phải càng cố gắng hơn nhé. Bởi vì khi các bạn mà học được JS thì các bạn mở ra một cái chính xác là một chân trời mới, các bạn mở ra một cái cơ hội mới cho chính bản thân các bạn thôi. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn, hy vọng các bạn sẽ cùng đồng hành với mình trong chặng đường sắp tới.